Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn chính là hình ảnh vô cùng xinh đẹp và dễ thương của streamer Miberi, phải không ạ? Thưa quý vị, chúng ta đang tìm kiếm thông tin về cô nàng xinh đẹp này phải không? Tất cả sẽ có trong video này của chúng tôi quý vị nhé. Cô nàng có tên thật là gì, quê quán ở đâu, sinh năm bao nhiêu, vân vân và mây mây. Trong video này của chúng tôi sẽ có đầy đủ những thông tin đó, đảm bảo sẽ không để quý vị và các bạn phải thất vọng đâu. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nữ streamer xinh đẹp Miberi có tên thật và tên đầy đủ là Ngô Trà My. Cô sinh ngày 22 tháng 6 năm 2001 tại tỉnh Quảng Ninh, nước Việt Nam của chúng ta. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Cô sinh thuộc cung cự giải và cầm tinh con giáp là con rắn, tức là năm Tân Tỵ 2001 đấy quý vị ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Miberi là một cô nàng xinh đẹp và rất tài năng. Hiện tại thì cô nàng đang là một streamer tài năng tại Box Studio. Miberi sở hữu một gương mặt xinh đẹp với một sống mũi rất là cao, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Không những thế, Miberi còn có cách nói chuyện cực kỳ hài hước, lôi cuốn nên mỗi lần live game trên fanpage, Miberi luôn thu hút hàng ngàn lượt xem. Miberi rất thích chơi game, chính vì thế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Miberi đã tập tành chơi game. Tựa game mà Miberi thích nhất đó là game Liên Minh Huyền Thoại. Với kỹ năng chơi game ấn tượng, cô nàng có khả năng chơi Liên Minh Huyền Thoại cả bản PC lẫn mobile trên nên chất lượng kiến thức về game mà Miberi tích lũy được ngày càng nhiều. Vì vậy, cô nàng đang từng bước trở thành một trong những gương mặt sáng giá tại làng Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến trong tương lai. Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, ngoài niềm đam mê với Liên Minh Huyền Thoại thì thời gian gần đây Miberi còn đang thử sức mình trong trò chơi giả lập lái xe ô tô, đó là Eurotruck Simulator, một tựa game nổi lên như là một hiện tượng và đang được rất nhiều người hưởng ứng. Thú chơi này thì cho phép người dùng hóa thân thành một người tài xế xe trên đường. Nhờ vào chiếc vô lăng và người chơi có thể lái xe bon bon khắp 63 tỉnh thành tại Việt Nam và không cần quá nhiều kỹ năng khó nhằn như các tựa game như là MOBA hoặc là FPS, Eurotruck Simulator rất là dễ dàng cho người chơi, cảm giác rất là chân thực và khó quên. Với sức hút mà tựa game này mang lại thì Miberi cũng đã nhanh chóng chuyển qua livestream trò chơi lái xe giả lập này. Miberi lựa chọn cho mình những cung đường đèo cực kỳ là hiểm hóc để thử thách khả năng lái xe của mình cũng như là mang lại cảm giác vô cùng chân thực. Nhiều người khi thật cũng thót tim đối với người xem. Khác với phong cách quyết đoán mạnh mẽ trong game thì ngoài đời thực, Miberi rất là dịu dàng nha và cực kỳ nữ tính. Miberi cho rằng với cá tính khá là đối lập như vậy thì sẽ khiến cho nhiều bạn nam phải bất ngờ khi mà theo dõi. Miberi tin rằng đây là điểm khác biệt khiến cho mọi người nhớ đến Miberi lâu hơn trong làng streamer đang dần bão hòa hiện nay. Chia sẻ thêm đôi chút về những dự định trong tương lai, Miberi cho biết rằng cô nàng sẽ nỗ lực hết mình để ngày càng đạt được những thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn. Vâng ạ, xin chúc cho cô nàng này luôn luôn là xinh đẹp, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, cũng xin được chúc cho quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an trong cuộc sống, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang gồng mình lên để chống dịch như thế này, phải không ạ? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và đừng quên dành cho chúng tôi một like, chia sẻ video này giúp chúng tôi, ấn đăng ký và bấm chuông để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.